Tối quá. Trời kìa. Rao qua cái ổ chị em không đứng được. Em đứng sau. Đứng từ ngoài thôi. Xa hơn rồi, ơ cứ để cái ổ chị trắng khỏi vào đi chưa bầu à. Ừ. Anh mượn cái ô tí kia nhỏ. Heo à? Ra cửa bố cậu không cho ra, không nhờ bố bé lại chạy ra.